hỏi: "Có người nói chỉ được tụng chú Lăng Nghiêm vào lúc trước 7 giờ sáng mà thôi. Vậy xin hỏi sao 7 giờ sáng mới tụng có được không?" Đáp: "Ở đây Đài Loan là 7 giờ, nhưng tôi không biết ở nước Mỹ hiện là mấy giờ. Mà 7 giờ ở Mỹ và 7 giờ ở Đài Loan thì lại không giống nhau. Thì làm sao đây?" Hỏi: "Xin hỏi ngài theo đạo gì?" Đáp: "Tôi theo đạo chân lý, đạo nhân, đạo chúng sanh, đạo đại chúng và đạo trí huệ." Hỏi: "Làm sao để không chấp trước vào sắc tướng?" Đáp: "Thì đừng học thiền đầu môi, cũng đừng học theo người đá là chỉ biết nói mà không biết làm." Hỏi: "Làm sao để cải thiện mối quan hệ giữa con người với nhau, nhất là tại công sở, làm việc đừng để người khác nói xấu sau lưng mình?" Đáp: "Nếu con không có làm chuyện gì xấu thì người mà nói xấu con là không đúng rồi. Nhưng nếu con đã làm điều sai quấy rồi thì đó là mục tiêu để cho người ta bàn chuyện tào lao. Mà họ càng nói xấu về con nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đấy." Ha ha ha,